Chào các bạn à, hiện tại là sắp 12 giờ, còn 1 phút nữa là đúng 12 giờ khuya luôn các bạn à, do công việc của mình là rất là hay thức khuya để làm các bạn, nên mình có thói quen là hay ăn tối. Mà cũng có rất là nhiều bạn comment là ăn khuya thì rất là nguy hiểm, nhưng mà mình cũng chịu thôi. Tối mà khuya mà mình làm việc xong mình thường hay rất là đói các bạn, mà không ăn hay không ngủ được. Nên hôm nay mình sẽ làm tiếp tục một cái video ăn khuya nha. Hôm nay mấy ngày ngày nào mình cũng có ăn á, nhưng mà tại vì mình không có quay thôi các bạn. Hôm nay là mình nổi hứng lên, mình sẽ quay cho bạn xem là mình ăn khuya những món gì nha. Với lại là hôm nay là mình thấy có một cái món ăn rất là lạ luôn của Hàn Quốc, và mình có mua đồ về để chuẩn bị làm thử các bạn. Đây, đầu tiên mình sẽ lấy một gói miến Hàn Quốc nha, miến Hàn Quốc. Rồi tiếp theo sẽ là trứng gà nha, trứng gà miến Hàn Quốc. Rồi một cái cọng hành bự như vậy nữa, một món khá là đơn giản luôn bạn. Uống thì mà sữa gạo luôn nha, sữa gạo là cũng của Hàn Quốc luôn. Đây mình sẽ giới thiệu sơ nguyên liệu nha. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng miến. Đây là miến của Hàn Quốc các bạn. Mình nghĩ là nếu như không mua được miến Hàn Quốc thì mình có thể sử dụng miến Việt Nam nha. Ba cái trứng gà. Còn đây là cái hành ba rô các bạn, hành rất là bự luôn. Mấy bạn không có, mình nghĩ là có thể lấy hành thường của mình cũng được. Dầu mè, nước tương. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn. Đầu tiên mình sẽ cắt hành này nhỏ ra nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho miến vào trong nước sôi nha. Cho nó mềm ra các bạn. Rồi mấy cái sợi miến này nó mềm các bạn, mình sẽ vớt nó ra nha. Cho vào trong nước lạnh nha. Đây, cho vào trong nước. Sau khi đã vắt hết nước thì mình sẽ cho vào trong đây nửa muỗng nước tương các bạn. Đây, nửa muỗng lớn nước tương. Rồi, một muỗng dầu mè luôn. Dầu mè. Và tiếp theo là nửa muỗng đường nha. Rồi, mình sẽ trộn đều lên. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng kéo và cắt nhỏ mấy cái sợi mì này ra nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào trong cái tô mì này 3 quả trứng nha. Đập hết 3 quả trứng cho vào luôn. 1 2 3. Rồi cho hành lại cắt nhỏ ra luôn. Rồi cho vào một muỗng nhỏ muối nha. Ok, bây giờ mình sẽ quậy đều lên. Rồi tiếp theo mình sẽ cho dầu vào trong chảo và cho chảo nóng lên nha các bạn. Tiếp đó mình sẽ cho cái hỗn hợp bên này vào. Đó. Ok, xong. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành một cái. Bỏ ra dĩa thôi. Rồi, tiếp tục.
trời mưa luôn rồi bạn ơi. Mình vừa chuyển xong là trời mưa luôn rồi. Mình sẽ uống cái đại nước gạo nha. Wow. Đây. Đây còn cái này, bánh này gọi là bánh bao trứng các bạn, bánh bao trứng Hàn Quốc. Không hiểu tại sao nó lại tên là bánh bao trứng nữa. Trong khi nó được làm từ miến và trứng gà. Đây mình sẽ ăn thử các bạn. Đây nhìn nó như vậy này nha. Chiên lên nó nhìn nó cũng khá là hấp dẫn luôn, rất là thơm luôn các bạn. Thơm nguyên cái nhà luôn. Wow, rất là thơm mùi trứng chiên. Ở ngoài bì á thì những cái sợi bún á nó bị chiên giòn, rất là giòn luôn, nhai rộp rộp luôn. Còn những cái sợi bún mà ở ngay giữa thì nó không chiên giòn tới á, thì nó sẽ mềm mềm và dai dai nữa, cũng miếng á mấy bạn. Cái này không cần chấm nhớ cũng được, ăn vừa ăn luôn các bạn. Ngoài bì rất là giòn. Khá là ổn luôn các bạn ơi. Đây ở bên trong của nó thì nó sẽ như vậy các bạn. Đây bóc khói luôn. Bên trong thì nó sẽ không có giòn nha, bên trong thì nó vậy nè, bình thường. Ở ngoài thì nó vàng đều rất là đã luôn nè. Đây bạn thấy cái nhìn hấp dẫn chưa, rất là đã luôn nha. Đó nhìn nó cái màu nó nhìn rất là ngon luôn các bạn. Ở ngoài thì giòn, ở trong thì mềm và dai, rất là ngon. Ngoài bì thì rất là giòn. Ăn ba cái bánh uống hai ly sữa, phải nói là nó muốn no đứt bụng luôn các bạn. Nói chung đây là cái món bánh bao trứng của Hàn Quốc nha bạn. Mà nó biết tên này phải là tên đúng hay không, tại vì mình coi đây là cái web của Hàn Quốc, nó chỉ cái công thức là như vậy. Ăn thì nó cũng khá là lạ miệng, giòn giòn, ngoài mì thì giòn giòn, ở trong thì nó mềm mềm mà nó nhai nó sẽ sực sực nha, tại đó là sợi miếng mà. Ăn là sẽ hơn mùi trứng chiên rồi ham nữa, nói chung là rất là ok. Vì mình kết thúc video đây. Nói chung là bây giờ hôm nay là mình ngủ không được, tại vì mình là làm lập trình viên các bạn, mình là thường làm khuya không à, khuya yên tĩnh rồi mới làm được. Ban ngày thì mình làm YouTube, còn khuya thì mình ngồi mình viết code.
kết quả là mình rất là hay thức khuya, và ăn khuya là một cái sở thích của mình hay ăn khuya lắm, nhưng mà lâu lâu mình mới đăng video cho bạn xem. Như hôm nay là mình thấy có cái món mới là món bánh bao trứng, rồi mình mới quay clip cho bạn xem là món bánh bao trứng là như thế nào. Bạn nào thích video này của mình hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ và làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Mình sẽ vào thêm khỏe một cái nữa, mình với quay phim ăn hết luôn. Rất là ngon luôn á.